Chào anh em, đây Scrumber Shop. Hôm nay mình có cái bình Kehin 22 trái ga 20 này cho anh em đi trái 54 hay độ nhẹ. Bình còn 7 màu luôn nha anh em. Trái ga cực kỳ đẹp luôn. Trái ga này là cực kỳ đẹp luôn. Còn 7 màu long lanh luôn. Đây ốc chỉnh Ranty còn 7 màu luôn. Trái ga 20. Nhìn trái ga này nè anh em, không tì vết luôn nha, không lẹm không xước gì hết. Này bao Ranty cho anh em luôn, cực kỳ đẹp, chữ nghĩa đàng hoàng ha. Chơi gà đẹp kinh khủng luôn đó. Này đã vệ sinh sạch sẽ rồi ha. Hai bét này vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Về dưới gắn lên là chạy thôi ha. Này là 110. Bét chính là 110. Phụ là 38 nha. Này đi trái 54 là khỏe re luôn rồi đó. Đây bên trong sạch sẽ. Phao đẹp không một lũng ha. Bình đẹp, hai ngấn nó còn dày luôn nè, hai ngấn còn dày luôn. Long lanh luôn ha. Rồi bên này mình bán là 3.3 triệu. Mọi thắc mắc và giao dịch xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0907 990 113. Đây là Scrumber Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.